Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Tiếng Trung Sweden. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của giáo trình Hán ngữ quyển 3 Quá bí nị cân sĩ khoan yên duệ. Nội dung bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học những mẫu câu để các bạn so sánh giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Qua đó chúng ta sẽ học ngữ pháp câu so sánh. Cụ thể là gì? Mời các bạn cùng vào bài học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta đến với từ vựng Biến hóa, nghĩa Hán Việt là biến hóa, nghĩa tiếng Việt tương ứng cũng là biến hóa hoặc là thay đổi. Từ này đóng vai trò là danh từ cũng được, mà động từ cũng được. Biến nghĩa là biến, như các bạn học trong biến hóa biến đổi ha. Vậy thì phía trên chúng ta học thêm đây là âm diệt, nghĩa là cũng, nghĩa giống với từ dễ đó các bạn, cũng hoặc là tên diệt. Và phía dưới là bộ hữu lặp đi lặp lại. Vậy thì nhà họ Diệt thì họ biến hóa khôn lường, và việc này cứ lặp đi lặp lại. Kết hợp âm Diệt và bộ hữu, các bạn được từ biến hóa, nghĩa Hán Việt là hóa. Trong biến hóa tiêu hóa thì từ này các bạn học trong từ xiao hóa hoặc là hóa giản. Vậy chúng ta được biến hóa thay đổi biến hóa. Từ này có thể là danh từ, cũng có thể là động từ. Nếu là động từ, các bạn có thể đặt mẫu câu sau đây: mấy năm nay Thượng Hải thay đổi rất lớn. Chúng ta có những năm nay, mấy năm nay sẽ là chưa chỉ nén. Và biến đổi lớn, biến đổi nhiều thì các bạn có thể dùng là biến hóa hẳn tạ. Chưa chỉ nén Sang Hải biến hóa hẳn tạ. Chưa chỉ nén Sang Hải biến hóa hẳn tạ. Vậy nếu nó là danh từ, các bạn thử mẫu câu sau đây nha. Sự thay đổi của Thượng Hải là rất lớn. Shang Hải de biên hòa hẳn tạ. Shang Hải de biên hòa hẳn tạ. Biên, một mình nó, thì nó cũng có nghĩa là biến đổi, thay đổi. Và nó chỉ đóng vai trò là động từ. Sau khi kết hôn, anh ấy thay đổi rất nhiều. Chia hôn khô Tha biên là hẳn tố. Chia hôn khô Tha biên là hẳn tố. Và mẫu câu biên cộng tính từ và lơ ở phía sau, các bạn có thể dịch là trở nên như thế nào đó. Mấy ngày không tập thể dục, mình trở nên mập rồi. Chỉ thiên mẹ yên tôn Wo jiu biên phang lợ. Chỉ thiên mẹ yên tôn Wo jiu biên phang lợ. Sủ giả, nghĩa là kỳ nghỉ hè. Sủ nghĩa là nóng hoặc là nắng. Phía trên đây các bạn có đây là bộ nhật, nghĩa là mặt trời. Và phía dưới chúng ta có đây là âm giả, như trong táp giả, đập giả. Vậy thì nắng nóng thì cần đến mặt trời, có con người mới có thể cảm nhận được. Giả nghĩa là nghỉ hoặc là thời gian nghỉ, các bạn gặp trong từ chẩn giả, nghĩa là xin nghỉ phép. Hoặc là bình giả nghĩa là nghỉ bệnh, nghỉ ốm. Vậy kỳ nghỉ hè sổ giả, kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, mình định đi tàu lửa, đi Thượng Hải du lịch. Sổ giả khoai tao lợ Wo tả xoan zu hỏa chơ duy Shang Hải lữ xính. Sổ giả khoai tao lợ Wo tả xoan zu hỏa chơ duy Shang Hải lữ xính. Kỳ nghỉ hè năm nay sẽ là Jin nian shu jia. Jin nian shu jia Wo hai zai Shang Hai wan le yi ge duo yue ne. Jin nian shu jia Wo hai zai Shang Hai wan le yi ge duo yue ne. Và bài ngày hôm nay các bạn học khá là kỹ về câu so sánh trong tiếng Trung. Và nội dung so sánh ngày hôm nay các bạn sẽ học câu so sánh với từ bị, câu so sánh với từ dỗ, mấy dỗ. Ngoài ra chúng ta sẽ học thêm với từ cần và từ duệ. Đầu tiên chúng ta đến với câu chữ bị. Dùng một câu này để so sánh sự khác nhau giữa hai sự vật. Ở đây các bạn có thể dịch với nghĩa là hơn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng cấu trúc A, bị, B và tính từ ở phía sau. Chẳng hạn Bắc Kinh lớn hơn Thượng Hải. Vậy thì đối tượng so sánh ở đây A chính là Bắc Kinh, Bắc Kinh. Và B sẽ là Shang Hải, Thượng Hải. Và tính từ ở đây chính là lớn. Tạ
chúng ta sẽ để bị ở giữa hai đối tượng so sánh. Bắc Kinh bị Thượng Hải đa. Bắc Kinh bị Thượng Hải đa. Bắc Kinh so với Thượng Hải thì lớn hơn, hoặc là Bắc Kinh lớn hơn Thượng Hải. Tương tự các bạn thử dịch mẫu câu sau đây nha. Máy bay nhanh hơn tàu lửa. Phi cơ bị hỏa xe khoai. Phi cơ bị hỏa xe khoai. Và các bạn nhớ không được để những phó từ hẳn trên phi thẳng ở phía trước tính từ. Vậy muốn diễn đạt sự khác nhau giữa hai sự vật này là nhiều hay ít thì các bạn có thể thêm phía sau bằng y tiện, y xia là một chút. Còn nếu là nhiều, rất nhiều thì các bạn dùng tơ tua, tua lợ. Vậy thì ở đây chúng ta vẫn giữ nguyên e bị bi cộng tính từ giống như cấu trúc vừa rồi các bạn học. Vậy muốn diễn đạt là hôm nay lạnh hơn hôm qua một chút. Hôm nay lạnh hơn hôm qua thì chúng ta được mẫu câu Jin thiên bị zuo thiên lẩng. Một chút thì các bạn dùng y điện. Jin thiên bị zuo thiên lẩng y điện. Jin thiên bị zuo thiên lẩng y điện. Cái này, cái áo này mắc hơn cái kia nhiều. Zhe jian bi na jian gui duo le. Zhe jian bi na jian gui duo le. Để nói rõ hơn sự khác biệt là bao nhiêu, lạnh hơn bao nhiêu độ, mắc hơn bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ thay phía sau bằng số lượng cụ thể. Vậy các bạn muốn nói mình lớn hơn em gái mình 2 tuổi. Vậy thì chúng ta chỉ cần thêm liang suy ở phía sau cùng là được. Wo bi wo mei mei da liang suy. Wo bi wo mei mei da liang suy. Và các bạn muốn nói lớn hơn hoặc nhỏ hơn về tuổi tác á, thì chúng ta sẽ dùng ta xiao mà không dùng tua xiao nha. Cái áo này, cái này mắc hơn cái kia 50 tệ. Zhe jian bi na jian gui 50 块. Zhe jian bi na jian gui 50 块. Khi trong câu mà có động từ tân ngữ thì các bạn sẽ để động từ và tân ngữ đó ở phía sau. Phía trước chúng ta vẫn để bị ở giữa hai đối tượng so sánh. Mình thích âm nhạc hơn em gái mình. Mình so với em gái mình thì thích âm nhạc hơn. Chúng ta được 我比我妹妹喜欢音乐。我比我妹妹喜欢音乐。 Mình thích đi du lịch, thích du lịch hơn chồng mình. 我比我老公喜欢旅游。我比我老公喜欢旅游。 Và một trường hợp nữa, khi mà động từ mang bổ ngữ trạng thái thì ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp, các bạn dùng trường hợp nào cũng được. Bị có thể đứng trước động từ, đó là trường hợp này nè các bạn. Hoặc là nó đứng trước bổ ngữ thì là trường hợp phía sau này. Vậy thì để đơn giản các bạn có thể nhìn ở đây ha. Bị vẫn đứng giữa hai đối tượng. Trường hợp đầu tiên thì các bạn để động từ tớ ở phía sau. Và trường hợp thứ hai các bạn có thể dùng là bê luôn động từ và tơ lên tới trước từ bị. Chẳng hạn, sáng nay mình đến sớm hơn bạn. 我今早比你来得早. 我今早比你来得早. Và trường hợp thứ hai cũng mẫu câu trên, các bạn sẽ bê luôn động từ và tơ lên tới trước từ bị ha. 我今早来得比你早。我今早来得比你早。 Mình chạy nhanh hơn anh ấy rất nhiều. Và trường hợp thứ nhất các bạn có là 我比他跑得快得多。我比他跑得快得多。 Hoặc trường hợp thứ hai các bạn bê 跑得 lên tới trước 比. 我跑得比他快得多。 我跑得比他快得多. Mình so với anh ấy thì chạy nhanh hơn nhiều. Hoặc là các bạn nói là mình chạy so với anh ấy thì nhanh hơn nhiều ha.
Vừa rồi các bạn dùng từ be để nói a cái gì đó hơn be, vậy phủ định của nó thì chúng ta sẽ dùng là mấy dỗ, nghĩa là không bằng. Phủ định của be chính là mấy dỗ chứ không phải là bù bị. Đầu tiên các bạn đến với ví dụ trước nha. Chúng ta có mẫu câu Bắc Kinh lớn hơn Thượng Hải, đây là câu khẳng định, thì chúng ta dùng với bị là Bắc Kinh bị Thượng Hải to. Bắc Kinh bị Thượng Hải to. Vậy các bạn muốn diễn đạt phủ định Thượng Hải không lớn bằng Bắc Kinh thì chúng ta sẽ dùng là mấy dỗ. Thượng Hải mấy dỗ Bắc Kinh to. Thượng Hải mấy dỗ Bắc Kinh to. Mình có tiền hơn anh ấy, hoặc là các bạn dùng với nghĩa là giàu, mình giàu hơn anh ấy thì chúng ta dùng với dầu chén. Wo bi ta you qian. Wo bi ta you qian. Ngược lại, các bạn phủ định là anh ấy không có nhiều tiền bằng mình, anh ấy không giàu bằng mình thì chúng ta sẽ dùng đến mấy dỗ. Ta mấy dỗ wo you qian. Ta mấy dỗ wo you qian. Mình đến sớm hơn bạn. 我比你来得早。我比你来得早。 Bạn đến không sớm bằng mình. Vậy thì ở đây chúng ta dùng đến mấy dỗ. 你没有我来得早. 你没有我来得早. Còn trường hợp các bạn dùng 不比 thì nghĩa của nó là không như, không bằng, không được như. Chúng ta thường dùng để phủ định, phản bác lời nói của đối phương. Chẳng hạn đối phương nói là mình thấy bạn cao hơn anh ấy. 我看你比他高. Vậy thì mình phản bác lại người đó nói là không có đâu, mình không cao hơn anh ấy đâu. Hai bọn mình cao gần bằng nhau. Vậy thì ở đây chúng ta dùng 不比我不比他高. 我们俩差不多高. 我不比他高. 我们俩差不多高. Đối với cách dùng của 差不多 thì ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn nha. Hoặc là người ta nói mùa đông Thượng Hải ấm áp hơn Bắc Kinh. Mùa đông sẽ là 冬天. Ấm áp 暖和. 暖和. Chúng ta được 冬天 Thượng Hải 比北京 暖和. 冬天 Thượng Hải 比北京 暖和. Và khi các bạn nghe lời này, các bạn muốn phản bác lại là mùa đông Thượng Hải không ấm áp hơn Bắc Kinh thì chúng ta sẽ dùng đến 不比. 冬天上海不比北京暖和. 冬天上海不比北京暖和. Tiếp theo chúng ta so sánh bằng kém với dỗ, mấy dỗ. Và từ dỗ các bạn có thể dịch với nghĩa là bằng. Chẳng hạn là bạn cao bằng anh ấy không, thì chúng ta cũng dùng từ dỗ và để giữa hai đối tượng so sánh. Ní dỗ tha cao ma. Ní dỗ tha cao ma. Mình không cao bằng anh ấy. Wo mei you tha cao. Hoặc anh ấy cao hơn mình. Tha bi wo cao. Công viên ở Thượng Hải nhiều bằng ở Bắc Kinh không? Thượng Hải ta công viên có Bắc Kinh ta to ma? Thượng Hải ta công viên có Bắc Kinh ta to ma? Công viên ở Thượng Hải không nhiều bằng ở Bắc Kinh, không nhiều bằng chúng ta sẽ dùng đến mấy dỗ. Thượng Hải ta công viên mấy dỗ Bắc Kinh ta to. Thượng Hải ta công viên mấy dỗ Bắc Kinh ta to. Cũng không to như công viên ở Bắc Kinh, hoặc là cũng không to bằng công viên ở Bắc Kinh thì chúng ta cũng dùng đến mấy dỗ. Và ở đây chúng ta có thể nhấn mạnh thêm với từ trơ mờ. Trơ mờ ta to như vậy. Về mấy dỗ Bắc Kinh ta công viên trơ mờ ta. Về mấy dỗ Bắc Kinh ta công viên trơ mờ ta. Để các bạn nắm được rõ hơn và thực hành được nhiều hơn thì các bạn nhớ tìm xem video về câu so sánh trong tiếng Trung của Sweden nha. Với trường hợp thứ 3, cần nghĩa là càng hơn. Và các bạn nhớ từ này chúng ta phải đặt trước tính từ. Em với cô ấy ai đẹp hơn?
chúng ta có từ đẹp là 漂亮, 漂亮, đẹp hơn, 更漂亮. 我和她谁更漂亮? 我和她谁更漂亮? Trời càng lạnh hơn rồi, vậy thì lạnh là lạnh, lạnh hơn, càng lạnh. Thiên càng lạnh lắm. Thiên càng lạnh lắm. Thượng Hải thay đổi càng đẹp hơn trước đây. Và chúng ta có đây là câu so sánh, vậy chúng ta sẽ dùng với bị về để nhấn mạnh hơn thì chúng ta sẽ thêm từ cần đứng trước tính từ đó. Shang Hải bị qua qu biến tờ càng phiêu lạng lợ. Shang Hải bị qua qu biến tờ càng phiêu lạng lợ. Mình càng thích âm nhạc hơn cô ấy. Cũng vậy ha, chúng ta có đây là câu so sánh với bị động từ tân ngữ. Và để nhấn mạnh hơn thì chúng ta sẽ thêm phó từ cần đứng trước động từ này. 我比他更喜欢音乐. 我比他更喜欢音乐. 最, 最 nghĩa là nhất. Các bạn nhớ đặt trước tính từ hoặc là động từ tâm lý. Chúng ta có Thượng Hải là thành phố có dân số đông nhất Trung Quốc. Chúng ta có tính từ đông hoặc là nhiều là tua. Vậy thì đông nhất nhiều nhất sẽ là zui tua, zui tua. Còn dân số nhân khẩu, rỉnh khẩu, rỉnh khẩu. Và chúng ta có thành phố là thành sư. Shang Hải sư Trung Quốc rỉnh khẩu, zui tua tờ thành sư. Shang Hải sư Trung Quốc rỉnh khẩu, zui tua tờ thành sư. Mình thích đi du lịch nhất. 我最喜欢旅行. 我最喜欢旅行. Ở trong sách chúng ta có một số mẫu câu so sánh, chúng ta cùng xem và ôn tập lại luôn nha. Cấu trúc là súng mau, chó, cậu và voi, ta xiang. Súng mau bí cậu ta, ta xiang bí súng mau càng ta, ta xiang zui ta. Súng mau bí cậu ta, ta xiang bí súng mau càng ta, ta xiang zui ta. Tương tự ở đây chúng ta có ba đối tượng: xí quả, phiến quả, phủ thao. Phiến quả bị phủ thao trọng, xí quả bị phiến quả càng trọng, xí quả zui trọng. Phiến quả bị phủ thao trọng, xí quả bị phiến quả càng trọng, xí quả zui trọng. Tương tự ở đây chúng ta có ba phương tiện: tự hành xe, xe xe, phi cơ. Xe xe bị tự hành xe nhanh, phi cơ bị xe xe càng nhanh, phi cơ zui nhanh. Xe xe bị tự hành xe nhanh, phi cơ bị xe xe càng nhanh, phi cơ zui nhanh. Chúng ta học thêm một số từ vựng nữa. Tăng gia, tăng gia, nghĩa tiếng Việt là tăng gia, nghĩa tiếng Việt là tăng thêm, tăng lên. Đối với từ chân, chúng ta có nghĩa là tăng, tăng thêm. Phía trước là bộ thổ, nghĩa là đất. Và nó mượn âm thanh của từ chẩn, nghĩa là từng, đã từng. Mọi người luôn cho rằng giá đất thì luôn luôn tăng. Và chúng ta để âm chẩn ở phía sau. Âm chẩn này phân tích kỹ thì phía trên chúng ta có đây là bộ bát ngữ. Và phía trong này cũng có bộ bát ngữ luôn. Và phía dưới này sẽ là bộ nhật. Gia nghĩa là tăng, tăng thêm. Từ này thì các bạn học như trong từ tham gia. Tham gia nghĩa là tham gia. Hoặc là các bạn hay gặp từ gia dỗ, cố lên. Gia dỗ, cố lên. Vậy tăng thêm, tăng lên. Tăng gia. Tăng kiến trúc. Kiến trúc nghĩa là kiến trúc. Từ này có thể là động từ, cũng có thể là danh từ. Động từ nghĩa là xây dựng, danh từ nghĩa là kiến trúc. Kiến nghĩa là kiến, trong kiến trúc kiến nghị. Thành phần bên phải này chúng ta có là bộ duật, nghĩa là cây bút. Bộ này thì các bạn học rồi ha. Vậy muốn xây dựng kiến trúc nào đó thì các bạn cần đến cây bút nè. Và chúng ta sẽ vẽ ra những bước trình tự.
để chúng ta thực hiện nó, kết hợp bộ duật, bộ dẫn, chúng ta được từ xiên. Trụ nghĩa là trúc trong kiến trúc, cấu trúc. Nghe thì các bạn cũng biết được là nó mượn âm thanh của bộ trúc. Và bên dưới chúng ta có thêm bộ công, nghĩa là công việc người thợ. Bên phải là âm phàm, nghĩa là người bình thường, người cõi phàm. Vậy thì các kiến trúc thì được làm bằng tre, bằng trúc, do những người thợ cõi phàm làm, kết hợp ba thành phần lại: bộ trúc, bộ công, âm phàm. Các bạn được từ trụ. Vậy kiến trúc, kiến trúc, piao liang, piao liang nghĩa là đẹp, xinh đẹp ha. Chúng ta có từ piao, phía trước là bộ thủy nghĩa là nước, và nó mượn âm thanh của từ piao nghĩa là vé mà các bạn đã học rồi nha. Liang, liang nghĩa Hán Việt là lượng, nghĩa tiếng Việt là sáng hoặc là phát sáng. Ở trên này chúng ta có, đây là bộ chấm đầu, bộ khẩu, bộ mịch và bộ kỹ nghĩa là cái ghế dựa. Các bạn sẽ thấy là cái thành phần phía trên bao gồm bộ chấm đầu, bộ khẩu, bộ mịch. Thành phần này các bạn sẽ thấy khá là nhiều. Thì đối với cái cấu trúc này thì chúng ta sẽ gọi đây là cấu trúc nhà lầu. Đây là ở dưới tầng trệt và phía trên này chính là tầng trên. Vậy thì chúng ta sẽ để ý là chỉ cần các bạn thay đổi một số thành phần ở phía bên dưới này, chúng ta sẽ có từ vựng khác. Vậy thì những nhà lầu mà bên dưới á, chúng ta có cái ghế dựa, thì nhà đó trông rất là sáng ha. Kết hợp lại các bạn được từ liang. Vậy đẹp, xinh đẹp, piao liang. Chân gia nghĩa là tăng lên, tăng thêm. Kiến trụ, động từ là xây dựng, danh từ là kiến trúc. Vậy các bạn thử đọc mẫu câu: những năm nay Thượng Hải đã tăng thêm không ít kiến trúc mới. Những năm nay chúng ta dùng chưa chỉ nén, không ít, bù sảo. Chưa chỉ nén, Sang Hải chân giá lỡ bù sảo xin chen trụ. Chưa chỉ nén, Sang Hải chân giá lỡ bù sảo xin chen trụ. Thượng Hải so với trước đây thay đổi càng đẹp hơn. Sang Hải bị cô chi biên tờ cơm phiêu lèng lỡ. Sang Hải bị cô chi biên tờ cơm phiêu lèng lỡ. Nọn khua, nọn khua nghĩa là ấm áp, từ nọn, bản thân nó cũng là ấm áp ha. Phía trước là bộ nhật nghĩa là mặt trời, và phía sau này để dễ nhớ, các bạn có thể hình dung thấy nó khá là giống với từ ai nghĩa là yêu. Tuy nhiên chúng ta sẽ thay đổi bộ mịch dưới này này các bạn thành bộ nhất, thì chúng ta sẽ được từ nọn. Thật ấm áp khi có mặt trời và được yêu mà không bị trói buộc, viết khá là giống với từ yêu, và chúng ta thay bộ mịch bằng bộ nhất thì các bạn được từ noạn. Hứa, hứa, từ này hôm trước các bạn học khi phát âm là hứa, nghĩa Hán Việt là hòa, các bạn dùng như trong từ hòa bình, và cái nghĩa mà chúng mình đã học là và với, chẳng hạn của hứa nị, mình và bạn. Hôm nay khi các bạn thay đổi cách đọc sang hứa thì nó có nghĩa là nhào trộn. Vậy trong từ ấm áp chúng ta sẽ đọc nó với thanh nhẹ: nọn khua, nọn khua. Chi quân, chi quân nghĩa là nhiệt độ không khí. Chi nghĩa Hán Việt là khí, trong khí, hơi hoặc là không khí. Các bạn học như trong từ thiên chi nghĩa là thời tiết. Nọn chi nghĩa là lò sưởi. Từ nọn này các bạn là vừa học tới ha. Quân, quân nghĩa Hán Việt là ôn, nghĩa là ấm hoặc có nghĩa là nhiệt độ, bao gồm bộ ba chấm thủy, bộ nhật ở phía trên và bộ mảnh nghĩa là bát đĩa ở phía dưới. Đo nhiệt độ của không khí chúng ta sẽ dùng đến nước, để dưới ánh mặt trời và để vào trong cái bát, thì chúng ta có thể dựa vào cái nhiệt độ của nước này mà đo được nhiệt độ của không khí. Thì đây có thể là một cách để các bạn ghi nhớ từ chi quân. Tù, tù nghĩa Hán Việt là độ, nghĩa tiếng Việt như trong độ, mức độ, thái độ. Quân tù, quân tù nghĩa là nhiệt độ. Cao tù, cao tù nghĩa là độ cao, cao độ.
Nhiệt độ ở Thượng Hải cao hơn Bắc Kinh 4-5 độ. Đây là mẫu câu so sánh, vậy thì các bạn dùng đến cấu trúc của bỉ. Vậy thì ở đây chúng ta được Shanghai de qi wen bi Beijing gao si wu du. Shanghai de qi wen bi Beijing gao si wu du. Mùa đông ở Thượng Hải có phải là ấm áp hơn Bắc Kinh một chút không? Vậy thì đây cũng là mẫu câu so sánh ấm áp hơn. Chúng ta cũng dùng cấu trúc với bị và tính từ ấm áp sẽ là nọn khua. Qua đó chúng ta thêm một chút sẽ là y tiểu. Shanghai de dong tian shi bu shi bi Beijing nọn khoai y tiểu. Shanghai de dong tian shi bu shi bi Beijing nọn khoai y tiểu. Chúng ta có mùa đông tung thiên, tung thiên. Nhiệt độ Thượng Hải cao hơn Bắc Kinh tới vài độ. Vài độ chúng ta có là chỉ tụ. Tuy nhiên để nhấn mạnh về số lượng nhiều thì chúng ta có thể thêm từ khẩu ở phía trước. Chúng ta được Shanghai de qi wen bi Beijing cao hảo chỉ tụ. Shanghai de qi wen bi Beijing cao hảo chỉ tụ. Trong phòng không có lò sưởi nên cảm thấy không ấm áp bằng Bắc Kinh. Chúng ta có phòng ngoài từ phẳng chen, các bạn cũng học thêm từ u zi. U zi li mei you nuan qi. Và câu này là không ấm áp bằng, chúng ta dùng dạng phủ định với mei you. Suo yi cảm giác hai mei you Beijing jing nuan khua. U zi li mei you nuan qi. Suo yi cảm giác hai mei you Beijing jing nuan khua. Gia đình. Gia đình, nghĩa Hán Việt là gia đình, nghĩa tiếng Việt cũng là gia đình. Cha nghĩa là nhà, chỗ ở, gia đình. Các bạn có cha rảnh nghĩa là người nhà, người trong nhà. Vậy còn rảnh cha, nó có nghĩa đầu tiên là nhà, hộ, gia đình. Ngoài ra, nó còn có một nghĩa nữa mà các bạn sẽ thấy người ta dùng rất là nhiều, chính là người ta. Vậy các bạn có cha rảnh, người nhà. Rảnh cha, người ta. Thính, thính, nghĩa Hán Việt là đình, nghĩa tiếng Việt là phòng, phòng lớn. Vậy phòng, phòng lớn thì chúng ta cần đến mái nhà, chúng ta có bổ nghiễm. Và từ này nó mượn âm thanh của từ đình trong triều đình. Và từ này các bạn đã gặp trong từ thính, nghĩa là rất, thính khẩu tớ, rất tốt. Vậy gia đình, cha thính. Ta có gia đình là gia thính, vậy nhà nghỉ khách sạn, lý quản. Nhà ở Thượng Hải không có lò sưởi à? Shanghai rảnh gia lị, mấy dậu noạn chi? Shanghai rảnh gia lị, mấy dậu noạn chi? Ở đây mang ngữ khí nghi vấn, các bạn nhớ đọc cao lên ở cuối câu. Gia đình bình thường thì không có, ở đây chúng ta đang nhắc đến là không có lò sưởi ha, nhưng ở khách sạn và nhà hàng thì có. Vậy mẫu câu này dùng để trả lời cho câu hỏi trên. Ta có bình thường là y ban tại gia đình mấy dậu, bù qua lý quản cứ phan tiền lý dậu, y ban tại gia đình mấy dậu, bù qua lý quản cứ phan tiền lý dậu.